Rồi, xin chào quý thầy cô ha. Thì cũng có nhiều quý thầy cô có hỏi tới là cách làm một cái video mà quay trên giấy, hoặc là khi mình live stream á, mình quay ở trên giấy thì mình làm như thế nào. Thì cái này trên trên mạng thì các thầy cô đã làm rất là nhiều rồi, nhưng mà hôm nay Tấn Thạch sẽ nói sơ qua cho các thầy cô biết là cách mình làm quay ở trên giấy, mình ngồi mình viết như thế nào ạ. Thì đầu tiên muốn làm được như vậy thì chúng ta phải trang bị các thiết bị là như sau này. Thế đầu tiên là chúng ta phải có một cái webcam, một cái thiết bị quay gọi là webcam, quay trên cái mặt giấy. Đấy, thì webcam này là quay trên giấy này. Và cái mặt của camera của chúng ta, cái webcam chúng ta là hướng xuống dưới mặt bàn, nơi chúng ta đặt tờ giấy lên. Đó. Cái thứ hai là cái thiết bị quay mà để ghi, để thấy được cái hình ảnh của người giáo viên dạy, thì chúng ta phải trang bị một cái webcam thứ hai. Webcam thứ hai ở đây. Vậy như vậy là chúng ta sẽ có hai webcam. Nếu như quý thầy cô nào mà chúng ta xài laptop ấy, mà trên laptop của chúng ta có trang bị một cái camera rồi, thì quý thầy cô có thể không cần xài cái webcam này cũng được. Đó, chúng ta chỉ cần trang bị một cái webcam quay mặt giấy này thôi. Về lựa chọn webcam thì chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào? Thì cái đường link mua webcam thì Tuấn sẽ để dưới đường mô tả của video cho các thầy cô để lựa chọn. Thì về mặt webcam thì chúng ta sẽ lựa chọn tối thiểu đó là độ phân giải Full HD 1920x1080. Đấy, với con này là Full HD. Còn con này thì chúng ta có thể lựa chọn cũng là Full HD hoặc là 4K tùy ý. Tùy vào cái độ sắc nét, nếu chúng ta xài 4K thì độ sắc nét của chữ viết khi chúng ta lên thì nó sẽ tốt hơn là cái màn hình Full HD. Thì thương hiệu thì có nhiều dòng webcam, nhưng ở đây thì Tuấn lựa chọn là webcam của hãng Logitech. Tại vì nó sẽ có một cái phần mềm hỗ trợ rất là hay khi chúng ta tích hợp vào phần mềm OBS. Thì đó là thiết bị để quay. Về mic thu âm thì quý thầy cô có, chúng ta có thể thu mua cái mic thu âm như thế này. Mic thu âm này gọi là mic thu âm của anh Hòa Vinh hát cái bài Ngắm Hoa Lệ Rơi. Đấy, anh Vinh hát cái này. Hoặc là nếu mà quý thầy cô có thể trang bị mic ghi âm hiệu Kimafon như thế này. Thì nó có hai đầu. Thứ nhất là cái thiết bị bên tay phải của Tuấn là thiết bị để ghim vào laptop hoặc là PC khi chúng ta thu âm. Và cái phần thứ hai là cái phần này là cái phần mà chúng ta sẽ đeo vào áo của chúng ta. Chúng ta đeo vào cổ áo của chúng ta ấy, như là mấy anh chị phóng viên ấy, người ta đeo vào cái áo để người ta nói chuyện. Thì cái thiết bị này thì chúng ta đứng ở trên bảng chúng ta quay cũng được luôn. Và mic thu âm rất là rõ và tốt. Còn nếu quý thầy cô không muốn trang bị mic thu âm mà chúng ta muốn xài luôn cái mic của laptop, hoặc là xài chính ngay cái mic thu âm của webcam Logitech này cũng được luôn. Webcam Logitech này thì trang bị là hai đầu lọc ở hai bên này và cho chất lượng thu âm cũng khá là tốt. Đó là phần về phần thiết bị quý thầy cô nhé. Và tiếp theo thì Tuấn sẽ giới thiệu về cái phần mềm để chúng ta có thể tích hợp để live stream hoặc là quay video bài giảng quý thầy cô ạ. Rồi, xin chào quý thầy cô. Như ở trên là cái phần đang giới thiệu về các cái thiết bị. Còn bây giờ là chúng ta sẽ nói tới cái phần mềm để chúng ta có thể biên tập được các video cũng như là quay video. Thì phần mềm như quý thầy cô đang nhìn thấy đó chính là phần mềm OBS. Cái phần mềm OBS là phần mềm được quay với nhiều cảnh khác nhau, với nhiều thiết bị khác nhau cùng một lúc. Ví dụ như chúng ta có setup quay màn hình này, quay giấy này, quay trên file Word, PowerPoint, hoặc là cái thiết bị của chúng ta đây, chúng ta có thể quay cái hình ảnh của người giáo viên ở đây. Làm sao mà chúng ta thật lòng trong suốt như thế này. Thì các thiết bị chúng ta, phần mềm chúng ta cần dùng đầu tiên đó chính là phần mềm OBS này. Vì giới thiệu một cái phần mềm và các tính năng cơ bản của nó thì cũng khá là dài, nên Tuấn sẽ không có dịp để nói ở đây luôn cho quý thầy cô. Tuấn sẽ nói ở một cái video khác. Rồi, đầu tiên là sẽ là phần mềm OBS. Rồi, phần mềm OBS ở đây. Phần mềm thứ hai mà chúng ta sẽ cần dùng đó chính là phần mềm về Photoshop. Thì phần mềm này nếu quý thầy cô cần những cái hình ảnh về thumbnail cũng như là các cái tiết mình làm thêm cho những hình thumbnail và thu nhỏ của mình cho nó được rõ ràng hơn những cái video bài giảng của mình ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm Photoshop này với những tính năng hết sức cơ bản của quý thầy cô. Và phần mềm thứ ba đó là phần mềm để chỉnh sửa video cũng như là thêm các cái ứng âm thanh, hình ảnh, cắt xén. Đấy, thì chúng ta sẽ có một phần mềm nữa. Đó là phần mềm Camtasia. Thì ở đây Tuấn đang xài phần mềm là Camtasia 9, cũng đang dùng để biên tập video này cho quý thầy cô luôn. Đó, đây là, vậy là chúng ta sẽ có 3 phần mềm chính là phần mềm
Camtasia này, phần mềm Photoshop này, và chúng ta sẽ có một phần mềm chính, đó là chính là phần mềm OBS. Với ba phần mềm này thì chúng ta có đủ công cụ ở trong tay để chúng ta có thể thiết lập được các bài giảng video trực tuyến cũng như là các cái video cho các em học sinh. Nhìn nó có vẻ như một cách nhìn nó có vẻ gọn gàng hơn cho các em. Còn tính năng của từng phần mềm thì quý thầy cô có thể tìm ở trên mạng rất là nhiều. Còn nếu mà có cơ hội và thời gian thì Tuấn sẽ làm một video giới thiệu từng phần mềm cho quý thầy cô. Cảm ơn quý thầy cô đã theo dõi ạ.